sẽ giới thiệu tư liệu của trên lo, từ những cái nút và trên lo và cái chế độ của lo có sử dụng được. Lo thì nó có đèn, đây là cái nút này có thể chỉnh qua để FM và Bluetooth. Cái nút này là dừng lại, như là tớ lui volume, nhắn liệt của nó sẽ chỉnh volume như các bạn. Đây là nút mở nè, mở thử đây. Nó sẽ có đèn chứ nhé. Đó, Bluetooth mode. Bluetooth mode. Đây là cái này là cái volume để chỉnh độ tiếng của mic nha các bạn, chứ không phải là cái âm lượng nha các bạn. Đấy. Đây là những cái khe để dùng mình cắm cái mic nha các bạn. Nha. Cái mic là mua lo, cái mic theo cái lo đi mẹ, cái sợi dây của nó dài cỡ 3 mét đấy các bạn. Lỗ này mình cắm cái mic vô. Đó. Đây là cái chỉnh volume cái mic. Mình sẽ mở cái mic lên. Alo, alo, 1, 2, 3, 4 rất là lớn nha các bạn. Âm rất là... Alo, 1, 2, 3, 4. Đó. Đó là cái mic. Nó có, sẽ có khe cắm thẻ nhớ. Khe cắm thẻ nhớ đây. Gắn USB, đường sạc, đường tai nghe và công tắc mở lo. Có đèn, rất là lo. Nhìn thiết kế rất là nhỏ gọn và đẹp, rất là dễ thương, hơi sách đi. Nhưng do kiểu kéo, giờ kéo mini, rất là đẹp. Giờ mình sẽ kết nối thử vào Bluetooth nha các bạn. Kết nối vào Bluetooth vô cái lo để phát nhạc, xem thử ok không. Mở Bluetooth lên nha. Mở Bluetooth lên. Rồi. Nó sẽ có những cái thiết bị như thế này. Mình sẽ tìm cái B89 nha các bạn. Đó, thấy không? B89. Các bạn kết nối vô. Không có mật khẩu gì các bạn. Đây kết nối đó. Kết nối thành công rồi. Đó, bây giờ là mình sẽ qua YouTube bấm nhạc nha các bạn. Test thử cái lo nó có lớn hay không. Đây, YouTube. Nè. Mình sẽ test thử cái... Mình sẽ dặn cái này lên. Vệ sinh thực phẩm của nhiều thị trường lớn khiến có những thời điểm xuất khẩu nông sản của Việt Nam gặp khó. Mặc dù vậy, trong 11 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông sản vẫn Bluetooth. Mình sẽ cắm thử đeo cái tai nghe qua điện thoại xem nó có ok không nhé. Đấy. Bluetooth mode. Cái thử nha, không bật chế độ Bluetooth nữa. Tắt cái độ Bluetooth đi nha. Cái độ Bluetooth mình đã tắt rồi nha các bạn. Một mặt này. Bluetooth. Ở đây mình không có test USB với hạn nhớ cho các bạn. Vì USB với hạn nhớ thì mình không có sẵn ở đây. Nhưng mà mình chắc chắn với các bạn là đây là gì, mấy chức năng khác đa số dưới mình xem điện thoại mà chức năng khác luôn thì không tốt, chứ vì hệ nhớ thì nó rất là ok. Đó là cái phần giới thiệu sơ của mình về chiếc lo này. Đẹp lo thì nó có giá khoảng mình mua là 2.7, mua trên kệ tạo 2.7, trên Shopee hay là Lazada hay là mấy chỗ khác thì nó cũng dao động từ 2.5 đến 2.7, nhưng mà mình ngại mua trên mạng mình sợ có ra để tới chợ đào tạo mình mua thôi. Sẵn là đi công chuyện, đi phố, ghé mình mua. Nên
tâm hơn. Nhưng mà mình có thể đặt trên mạng cũng được. Mạng thì giá nó cũng sẽ rẻ hơn. Phải tính mình nó kỹ thôi. Nên mình tại lúc này tạo mình mua test lo trực tiếp luôn. Đó là phần giới thiệu sử dụng của mình chiếc lo này. Là cái lo Bluetooth có mic dây. Mic dây hay hát karaoke trong những dịp Tết như xuân về này. Có dây mic, có dây B59, giá rất là rẻ, rất là ok, chất lượng rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào.